Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm đá quý nữa luôn mọi người. Mình nói tiếng tìm đá quý cho nó dễ kêu vậy thôi, chứ toàn là ở đây khu vực mình đây là đá, loại đá bán quý không à nha. Mình chưa có tìm được cái mỏ nào mà có đá quý hết á. Nhưng mà tìm riết rồi sẽ ra thôi mọi người. Nè, mình lượm vòng vòng cái bãi này là được một bọc rồi nè nha. Toàn là thạch anh không, thạch anh mà vàng có nha, xanh tím. Một bọc rồi nè, mình lượm hồi sớm giờ nè. Có cái viên này nè. Đó, nó có vàng, vừa màu vàng mà vừa màu trắng mà có lẫn màu tím trong này luôn nha. Đó, nguyên cái bãi này rộng lắm nha mọi người nha. Để mình quay sơ lược cái bãi này cho mọi người xem nè. Đó, đó, tít đằng kia nữa kìa, chung quanh nữa nè. Giấc này trời chuyển mưa nên hơi có gió tí xíu nha. Mọi người xem hơi bị ồn tí xíu thông cảm. Để mình để cái bọc đây mình quay dài dài đây cho mọi người xem nè. Thì mưa cái nó lộ lên nè. Cái này mà sàn đãi ra rất là nhiều nha, số lượng lớn luôn á. Đó, có mấy viên thạch anh trong suốt luôn. Sớm giờ mình cũng lụm được một số viên nè. Ở đây nó ngộ cái là nó bóng lắm nha mọi người nha. Nó bị được bo tròn á. Này chỗ nào người ta khai thác đá, chỗ nào người ta chở đây người ta đổ nền đây nè. Mình đi tìm cái vô tình mình thấy được cái bãi này nè. Nó khá là bóng luôn. Viên nào cũng được bào mòn sẵn hết trơn rồi. Chắc lúc mà trong cối người ta xây á. Đi vòng vòng cho mọi người xem à. Nó lừ trơn luôn, khá là nhiều. Mình lượm những viên nào hơi trội trội tí xíu á, gom lại cho mọi người xem. Đó, nó nằm khơi gì đó không đó. Thôi cái viên này nó bóng nè. Độ bóng nó còn hơn là đưa vô mà máy mà mình đánh bóng nữa. Mình đi dài dài lại đây cho mọi người xem nè. Đây là trên tuyến đường mình đi công việc. Sẵn mình gặp có ở đây mình lụm ghé lụm tí xíu mình mở máy quay cho mọi người xem luôn. Đây là cái chùm này là cái chùm bông nha. Bông thạch anh á. Xa quá, gần quá thì nó mất nét. Đây, chơi vừa bọc thôi. Một bọc rồi luôn nè. Nãy mình có tìm được cái một viên thạch anh trong suốt luôn. Cái này nó hơi ngả màu tím tí nè nha mọi người nha. Đó, màu nó hơi tím tím nha. Nhưng mà ở trong á, ở trong nó bên trong nó rất là trong nha. Tại ngoài nó bị mòn thôi. Cho mình đổ ra luôn cho mọi người xem nè. Đó, được có một viên đá đỏ nữa nè. Mình rửa cái nè. Đó, viên này là viên đá đỏ nha. Nhưng mà không biết có phải là ruby hay không. Đây mình có một chùm thạch anh nữa nè. Bông nữa nè. Đó, nhìn khá là đẹp luôn. Mình chụp lấy cái tấm ảnh cái. Ngọn cái là đá ở đây được bào mòn sẵn nha mọi người nha. Nè, như viên cụi thạch anh này nè. Tại mình rửa nước hơi bẩn tí xíu á, nên nó hơi đóng bùn nên mọi người thấy nó không được trong, chứ ngoài nó trong lắm. Nguyên một bãi này còn bao la luôn. Dài dài nè. Ở đâu cũng thấy chứ. Nhưng mà mình lụm những cái viên nào nó tròn tròn đẹp đẹp thôi. Để mình đảo lên đây mình đụm vài cục nữa cho mọi người xem nha. Đó. Cái này là chỉ là một cái bề nổi nó thôi nha mọi người. Còn cái bề chìm ở dưới á, nó còn số lượng chắc là mình đoán là khá là nhiều luôn. Còn số lượng lớn ở dưới á. Đó,
mình ghé đây mình lượm tí rồi mình đi chứ mình cũng không có lượm nhiều nữa nè. Đó, mình đi vòng vòng đây chưa có giáp đâu trơn nha, mình mới đi vô đây tí xíu thôi à. Cái này là những cái tinh thể bông đó nè, những cái này mình bỏ mà không có lượm. Mấy cụ mấy cái viên nào nó tròn tròn á, nó bóng bóng á, mình lượm để mình lượm cái cục bự này là đặng mình rửa cho mọi người xem nè. Để mình rửa cái này ra trước cái này nó. Đam mê chơi đá này thì nói chung là thấy đá đẹp thì thích rồi mọi người. Rồi cục này rửa ra mọi người xem quá là ok rồi, nó gãy hết một ít bông. Mấy bông này nó không có rắn chắc vô trong nè, còn lại những cái số này nó rắn chắc vô trong nè. Đó, người xem là những cái bông đó nè, phải có nắng á, trời mà có nắng á, mình lắc gì là nó chiếu lắm nha mọi người nha, nhìn khá là đẹp luôn. Khá là ok, chỗ nào cũng có chứ luôn, ngồi một chỗ một mà lượm. Mình lượm vài viên rồi quay cho mọi người xem rồi mình đi công chuyện tiếp tục, tại mình chưa có chính thức đi tìm. Để cái bãi này đây có khi nào rảnh á mình trở lại đây mình khai thác, mình lượm thêm một số nữa ở chỗ này kế bên nãy giờ nè. Mình lượm sơ sơ vài cục mình rửa ra cho mọi người xem. Nó đủ màu sắc chưa luôn nha. Đây, màu này nó hơi ngà ngà một tí. Rồi, có viên đá đỏ này mình thích nè. Chắc có lẽ chuyến sau mình sẽ ghé đây mình săn lùng những cái viên đá đỏ này gì nè. Về test ra thử coi nó có phải là những cái viên tinh thể của ruby hay không. Xích lại đằng kia còn nhiều lắm nha, tại mình vừa đậu xe cặp mé lộ á, đi vô đây có một tí xíu à. Cái này màu nó hơi ngà ngà, cái màu ngà ngà tím tí. Có viên gì đặc biệt không cho mọi người xem. Có một số nó màu nó hơi tím tí nha. Nè, như viên này nè. Ở chân giữa nha mọi người, chân giữa. Chân giữa là ở ngoài mình, mọi người xem trong máy á, thì nó không có bằng cái mắt thường nhìn ngoài á. Chân giữa nó trong suốt mà nó tím lắm nha. Lên màu tím đẹp lắm. Rồi vậy thôi, chắc có lẽ mình xin ngưng clip này đây để mình còn đi công việc nữa mọi người. Đó, mình thấy cái bãi này mình ghé lượm tí xíu quay cho mọi người xem nha. Đam mê mà. Nếu mọi người thấy thích cái clip này xin nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để theo dõi những clip tìm đá tiếp theo của mình nha. Chào mọi người luôn.